Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì bữa nay mình ra ngoài sông Tiền đó, mình với cũng có xuống có ta lưới cá sát nên giăng thử coi sao bạn. Và mùa lũ này giăng lưới cá sát rất là khó, tại do dòng nước nó chảy xiết quá. Mà lưới cá sát thì cứ rất là mạnh, cứ 12 à. Bởi vì giăng rất là khó bạn ơi. Giăng dạng nước nó chảy hơi mạnh á, là cứ bứt luôn, bứt cước á. Bữa nay thấy con nước dạng như cũng được được, dạng cũng hơi yếu vậy thôi, chủ yếu là mình nói yếu vậy thôi chứ mình dẻ gần trong bờ chứ không sấy á, chứ không dám đưa thẳng ra ngoài sông quá. Đưa thẳng ra ngoài sông quá là chịu không nổi. Nước trên thượng nguồn á đổ về mạnh quá trời mạnh. Giờ tranh thủ chạy ra sông Tiền thôi. Trời cũng đang chuyển mưa quá bạn ơi. Giờ này cũng 4 mấy nè, nhưng mà thấy trời tối thui không? Như khoảng 4 giờ 15 gì à, mà đang cảnh như đó có tối thui luôn. Nước còn coi là đó nó linh láng trên dưới. Đúng là quê em mùa nước lũ mà. Hiện tại mình đang ở chỗ này là vừa qua cầu Bồ U. Giờ tranh thủ dọt ra sông Tiền thôi. Mời cả nhà cà phê nha. Uống cà phê nóng cho nó ấm bụng, ấm lòng chiến sĩ bạn ơi. Nãy mình em mình đi giăng lưới mưa quá trời mưa luôn, bởi không có tiện quay phim. Giờ này vẫn còn mưa ha. Mưa lâm râm luôn á. Mưa hoài, mưa quỷ, buồn như thúi ruột, thúi gan vậy đó. Uống ly phê ngồi đợi chút xíu nữa thăm lưới. Nãy mưa quá trời mưa coi nè, đó, nhẹp luôn à. Động Dũng mà tạt cả đó đó. Ngồi mông kéo lên cá nùi nùi cho bạn coi mê ha. Nói thì nói vậy thôi chứ cái mùa lũ này giăng lưới ở sân riêng ở sông Tiền chua chát lắm, cá nó không được nhiều do nó rút vô mấy sông nhỏ lên cuộn trơn, đợi nước hẳn, đợi nước lũ mà rút hẳn lúc đó mà bạn coi mấy clip mà giăng lưới giăng câu mấy anh em ở ngoài đây nè coi còn mê nữa. Lúc đó là ở sông Tiền nè còn gọi là quà mùa cá đó, còn mùa nước lũ này ở mấy chỗ khác quà mùa cá, nhưng mà riêng ở sông Tiền này gọi là tháng gọi gì tháng nghèo khổ. Ổ cá mắm giăng lưới giăng mộng nó khó khăn nữa, dòng nước chảy mạnh quá. Bá vậy mà giăng lâu lâu giăng được ngày hai ngày bạn, nhưng mà cá cũng không có. Đập địa vậy á. Mà hẹn bạn chút xíu nữa nha. Chắc lưới cá sát này cũng mau lắm, lâu tầm khoảng tiếng là cuốn à. Giờ bắt đầu đi thăm lưới thôi bạn ơi. Chúc hai anh em tôi may mắn các bà nữa. Chúc chín tôi. Mưa râm râm cây trăm có trái. Chúc hai anh em tôi may mắn rồi cốt kén. Bọn chúc cho ông bà. Bạn thấy tiện lợi ra không? Dân ta lưới chân bè kéo ra thôi. Ông chúc hai em tôi chúc mánh cho đại ca Nghĩa 3 năm 2 4 đứa. 2 năm 4 đứa chứ. 3 năm 4 đứa. 3 năm 4 đứa hả? Anh nồi nồi cái cây. Lập kỳ tích luôn nè, mùa nước lũ luôn nè. Đó rồi nè. Chưa hết thì tốn nha, gì hốc dây tao bè đại ca. Ổn tèo lên bè không hả dạ? Bắt cá. Bắt cá gì ạ? Hả? Làm con cá bán xạo.
Rồi cốt với cán tới nữa. Rồi tối nay chắc gì cũng có sủ hơi đuối đuối à. À, anh Tèo cũng có quay mấy clip mà căng cá đó, mua cá bè đó, cũng có lai gai với anh em mình lâu lâu. Anh thằng cái dây phao bên đây cầu Mỹ Thuận, bên Tiền Giang, phía bên kia bên Vĩnh Long có gì ba kéo nãy giờ chưa tới Đà Lứ nữa. Có tới rồi đó. Đó lên cục gạch neo. Diễn cái cá mắm chân này đó, cậu má ơi, cá sét luôn kìa, lụm rạo. Mấy cá sét này dân hồi nào rào không biết hồi trưa nữa, rộng tới giờ luôn nè, đóng bùng luôn á. Đúng là không hổ danh cũ cá sủ. Mấy bạn thấy gì chưa? Kìm cắt móng tay đi, cắt nhìn cá. Trời lớn cỡ đó, tục nhức đầu ghê không? Đồ cũ quá sủ. Có lúc ăn cầu không có đem kìm vô, nó đi ăn cắn mà. Ăn cái nhét á, cắn gì về tôm cầu á. Cỡ đo đó. Mấy không có danh là cũ cá sủ. Đó. Ủa trời. Ủa má ơi, đang con nữa kìa ba. Ủa làm ăn được rồi. Ủa mới kéo lên ba con bạn. 120.000 ký đó, nếu mình mặn là bán 150.000 đó, đâu phải chuyện giỡn. Không ngờ luôn trời, mùa nước lũ này mình đã dính dữ trời. Tại ở đây các bạn thấy cũng siêu mẫu, cũng có dân rồi đó, không thấy không? Bể đầu hoài nè, lâu lâu kiếm được vài con nè. Mà nói thật lòng thì mới hồi hôm qua, hai anh em mình mới lên xe rét mình mua 20 trứng vịt lộn về ăn. Bởi vì bữa nay dính nè, hên được chứ. Mấy lần trước thui quá, bể đầu hoài, quê mua vịt lộn về ăn luôn. Xả xôi. Trời ơi, nữa ông nội ơi. Nào lấy nó lù quá. Ôi trời. Làm ăn được bạn. Cái này nó hồi nãy 6-7 con gì vậy á. Củ sủ dân dính rồi chưa. Ủa xác con nào nấy mừng mỡn không. Vô. Làm ăn có vẻ được à. Có phao mướp cái gì vậy. Phao. Đánh thằng. Đúng là lưới kìa. Ở trên ruộng thấy cái phao đó thì bình thường giá xong tiền thấy cái phao đúng là tiếu lâm rồi. Đó. Ồ vô rồi, đậm lè đậm lét rồi. Kiếm 2kg 3kg là thấy ấm hỉnh rồi. Khoảng 200-300 ngàn. Có với thu nhập ở dưới quê là vậy cũng ngon rồi. Vô. Mừng mỡ. Nữa nè. Cứ dính lại ra là ra vậy là ngon đó. Trời má ơi cái mướp mà mướp đúng đồng cá mà thấy trắng trắng. Anh biết tờ đen ra 200 đặt vớn. Đặt vớn hả? Đặt cái vớn trong mùa trong hầm cá. Trời ơi chợ nó hết tiền rồi. Hết tiền. Đặt vớn rồi nè, con bọng cá mày xong nó vô ngon lắm à. Trời ơi, ta lưới áo vũ cơ hàng. Lưới cái xác ở ngoài đây là vậy á. Văng lâu hai lần là nhìn ta lưới te tu hết trơn à. Bị hảo hảo luôn, cái gì cũng có hết trơn. Sao gà này nó hơi chất chất rồi đại ca. Dính cặp bè nhiều ha. Nãy ba sư mẫu đứng trên bờ trên bè ông coi bà sư mẫu bây giờ ăn á, mà cuốn ta lưới con còn một à. Nguyên ta lưới bả con còn cá sáng. Trường lên dây tó. Quá được. Trời ơi. Chót ngửi mỏ tay luôn. Thì lưới cá sát này thì thường là ở đây người ta giăng là tầm 120 mét hai cây lưới à. Trời ơi, tôm dữ ha. Ba cỏ lum chưa làm gì đó rồi. Chủ yếu là mình chụp vô mấy ổ cá. Nói về lưới ở sông Tiền này đóng nhanh nhất là chỉ là lưới cá sát là nhanh nhất đó. Mình đóng gì trên gì dưới đâu có chì chí gì đâu, lấy gạch đó, cột vô là rồi. Ủa cá của bà Út ăn mạnh như đạn cổ đẹp ghê.
Ủa đó nó gặn chân mọi người, đẹp không? Nheo quá trơn. Cái này sợ nó ghét con dây tó bèo quá. Thôi cái mút nhịp nhịp con cá hoài đó, đừng con nữa đó. Để hôm nào có dịp hai anh em mình lấy lưới bao bè thử coi sao. Dạo này thấy cái cha đồ nó cũng ít giữa bèo. Bè đây phải nuôi thời gian nữa kìa. Lúc đó cá bắt đầu nó giữa mới nhiều. Dân lưới bao bè bạn coi dính cá cha, cá dồ đếm, cá chép, cá ép rồi bạn cũng mê lắm. Lưới con tắc á. Chỗ này cũng làm ăn được nè, cũng lại gai xương xương được nè. Đó, có lỗ gách chà bá gì không chui lọt trời, dính cá tái số. Bạn thấy cái kìm bé ngạnh của củ của sữa, bạn thấy ấn ốc chưa? Không đụng hàng ở sông Tiền luôn, độc quyền luôn á. Tôi nhớ không làm, tôi nhớ rồi. Lúc trước tôi mua cho ông hai cái kìm, hai cái kéo phải. Tôi rớt con cây mà ông nội. Quỷ không à. Còn cây nữa, không biết ở đâu. Đó, ồ, trời ơi, một đùi luôn kìa. Ủa, được trời. Ngon lạnh bạn, trắng vợ lắm. Đã thiệt. Kiếm hết 3-4 ký. 3-4 ký là ngon lành nè. Cá sát này riêng ở sông Tiền nó bán là chạy nhất luôn. Ra chợ chưa ngồi chưa nóng đít là người ta mua hết. Là thịt nó ăn rất là béo, ngọt. Với lại làm được nhiều món nữa. Bởi vì mấy đôi khi mấy bạn cũng thấy đó, ở sông Tiền là cái nguồn cá mà cái giá cá rất là rẻ bèo. Mà cái giá cá sát là khoảng nằm ở giá tầm 120.000 là mấy bạn cũng biết cá nó ăn ngon cả nào. Cá sát này mấy bạn nấu lẩu mắm á. Hay kho. Kho mà dạng kẹo kẹo mình gắt tiêu ha, để mấy hành lá vô ha. Cạo được cơm rốt rốt luôn. Ủa sát bè cá luôn. Cắt bè này mà cá bự hơn. Ủa nãy giờ ông bộ nè. Như đây ông gom lần này ông quạng ngựa mượn cưỡng cũng gặn ký á, 700-800 gram rồi đó. Cái gì mà gẹt gẹt cửa hốt vậy tao bèo ba ơi. Hàng gì lưới mà ngồi trên sồn nghe nó gẹt gẹt. Đó. Dòng chảy hên nó không chạy mạnh, không chạy mạnh thôi, trong bờ này nó, lưới nó lòn vào bè này ăn mài luôn rồi. Bỏ luôn tao lưới. Đó nó kìa. Sinh kỳ ở đây hả? Cá cũng ở ổ. Vậy có, nó đang vô mà. Không, bữa nay tôi canh rồi. Nó đang giờ đang lớn nè. Chỗ nữa kìa. Được ta. Làm ăn cá cứ dính lai gai xương xương vậy. Giống như mấy anh em mình đi cụm ly lâu lâu xương xương đụng vô phát, đụng vô phát. Vậy là có tiền á. Ngon lạnh. Đó. Ui. Ta lưới te tua áo vũ cơ hạn làm ăn được trời. Cá sét bạn thấy nó ngon vậy, nhiều khi nó không phải là dễ ăn đâu. Tại vì cũng có một vài cô chú nói là sao không thấy dân lưới cá sét nó dễ kiếm ăn hơn là cá mì Vinh. Tại cá mì Vinh thì bán ở đây. Ôi trời má ơi, cá mì Vinh đụng lưới. Phóng bạn thấy không? Tự cá kìa, sốc thật chứ. Cái loại đụng lưới nó phóng lên. Cá nhiều ghê không? cô chú nói dạng như sao không dân lưới cá sát á, có giá hơn này nọ. Nhưng thật ra lưới cá sát này thấy cũng chua lắm. Nó cũng phải tùy theo mùa, tùy theo tháng á. Rồi dân mới có. Bữa nào hên chú nhiều khi cái chục mười mấy ký luôn, ngay chân ổ cá.
là kiếm cái triệu bạc hơn rồi, nhưng cái là dạng hình hên thôi. Xui điều, xui điều. Nhìn cá đó thấy mừng mỡn, nhỏ mà mập luôn. Mấy con nhỏ nhỏ thì bò béo, bò béo ngấy. Ủa nữa kìa bạn, mê không? Đã thiệt trời, không ngờ bữa nay ăn rồi chúng vậy. Tính ra cá sát này cũ có sủ cũng lâu rồi không có ăn. Đúng là hồi lúc mà đầu mùa lũ giờ cũng cả tháng hơn tháng rồi. Bữa nay ăn lại ngon lành. Mấy lần trước thì siêu mẫu có ăn không à. Vô, còn ta lâu lâu hứng lên làm phát một chúng mánh. Đổ hai ba con luôn kìa. U. Mê bạn. 2 ký xiềng, nãy giờ nhiêu đây không ký hơn rồi. Xiềng. Hồi nãy à, bạn ông bán cá gì đó mà bán hết không cũng? 370 kg. Hả? Cá gì? Cá hồng. Hết nhiêu? 170 kg hả? Ủa chứ ông thả nhiều lắm mà. Bè nhỏ. À bè nhỏ hả? Vẫn đâu có bè bự không? Cho mấy cái tôi nghe té xong luôn quá. Cá ao này hồng ổng vớt trong cái mương ổng chứ vậy? Cá ở chút bè mà. À. Cô Bảy cũng lâu lâu lên lai ra với mấy anh em mình. Tổ, ồ cá này dính đều ghê ta. Nó dính không phải là ổ, ổ là dính nguyên nồi luôn. Cái này dạng là cá nó đi nè, đi ăn á, rồi nó dính kiểu lơ thơi đó, dính vậy thấy chứ ngồi mà cuốn hết ra lưới mình gom lại cũng kiếm được 2 ký 3 ký là ngon lành. Tại vì lưới cá sét thì mình đâu có làm dài, làm đâu khoảng 120 mét à, 2 cây lưới. Được. Ủa má ơi, cá bà chà bá bình luôn kìa. Đâu khoảng được đâu, khoảng 7-8 con đó hấp lục bình lây gai đúng bài rồi. Con người cá đã ra không? Mặt lù trời nè. Chút nối luôn á. Ủa mẹ chưa. Đã thiệt. Vào mà mấy năm trước vào mấy mùa lũ rồi cũ có sủ rồi, mấy ngư dân đây nè cũng một vài người á, thường là lên tới Mỹ Sương rồi trên Cao Lãnh rồi chảnh á, chứ Sa Đéc rồi mình dân lưới bao bè cho cá sát rồi nè. Bây giờ cá mắm nó ở đâu nó cũng vậy rồi, nhưng ở sông Tiền này cái là nó, cái mùa lũ rồi dân lưới ở đâu giờ nó cũng khó, cá nó cũng ít. Nhìn cá mà không ra luôn. Và cái điều hồng vậy. Bạn thấy đèn đèn đó, đó là cái hồng nè, nuôi trong bè nữa. Nó ra đó, chứ không phải là cái bợn kiểu bợn sình đâu. Đổ, trời ơi mê bạn ơi. Lai ra xương xương. Những con còn dưới này thấy chậm chậm nước dưới này kìa. Cá sáng này các bạn nấu lẩu mắm nha, lấy cái nếu có bông điển nè, bông súng nè, rồi gồ má là tao lấy kìa, nhúng vô phát ăn hết bài luôn. Ủa vậy nữa nè, chùm luôn ông nội ơi, cái thằng nó chợ ba con cho nó ăn ở đây nữa nè, nó lịnh phình nữa kìa. Đã thiệt chứ, chùm này 4 con. Chúng ngày chăn ổ cá. Cá nó gom lại chăn chỗ này rồi ngày chăn ổ. Nước nó chảy quá bạn biết không, là cái lưới này nó phình lên luôn á, căng mặt lưới ra cá đâm không có dính. Nhưng bảy vậy rồi mới nhắc ổng có ổng tới kìa. Bán cá xong bây giờ dọn lại đây chơi.
là ông bãi trúng cá, trúng cá. Cũ xuống bữa nay trúng rồi. Trời ơi một nồi ba ơi, anh thằng ơ kìa vậy. Đúng rồi coi. Ủa cá phóng nó hoài ta. Trời ơi dở lên cá ơi. Trời ơi trời con nè ông nội ơi. Cái gì vậy? Có lưới rồi. Rồi. Nè chiếc con cuối. Nè, từ nha. Rồi, rồi. Quá trời ơi, quẩy ơi. Hết lưới rồi, con nó dính nồi nồi cái kìa. Chuyện gì đang hí ai nè? Thằng nghe. Ủa dựng tay à. Về cho vợ gỡ. Về cho vợ gỡ. Ủa phải mấy khúc kia mà dính như cái này cái nước cả chục ký hơn á. Má ơi con nè bạn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đeo luôn. Quá trời luôn, dính chùm cái chân gạch nữa. Gạch này bự quá lớn cái chị sát đất, cái dính nhiều. Phụ sổ ruộng luôn rồi. Tại mưa nó cũng đầu nặng hạt rồi, ruộng về cho chị nương mới phụ gỡ. Ui khúc này dính bạn thấy mê không? Cái này mới gọi là ổ nè. Thường á là lưới gạch này á. 2 ký đời nha. Dư sức vô đây không hơn ký xiền như đây nó chỉ chín chùm này không tệ lắm phải 300-400 gram xiền nửa ký à. Ừ, chùm nó tính ra 20-20 mấy con vô nửa ký à. Chùm này nè nước đứng đường số một cái bữa nào mà mùa lũ này kiếm can con nước đứng nó hơi chua nước cứ chảy chiều không đó, giờ hai anh em mình rút về thôi. Giờ như nên phụ gỡ. Với lại trời cũng chuẩn bị sụp tối rồi. Tranh thủ. Mưa cũng đang lên râm râm. Ủa, ngon lạnh thiệt chứ. Không ngờ luôn. Đúng là từ lúc đầu mùa lũ giờ riêng ở đây văn lưới cá sát là chưa ai trúng thằng nào luôn á. Toàn bể đầu không à. Lây gai kiếm được nửa ký. Ký là hết đát rồi. Bữa nay cũng sủ sao hên. Trúng dữ nè trời. Còn mấy cái tháng kia là chuyện mà dính bằng 5 ký 10 ký là chuyện bình thường mà. Cá sát nè. Cái đầu mùa đủ tới giờ luôn đó, mới bữa nay riêng tính chung luôn hết ở đây người dân này bữa nay là trúng nhất luôn, củ sủ á. Kìa bà hai giang hồ như đưa con về nhà gì á. Ruộng về luôn rồi. Quá trời cho mẻ này ơi. 2 ký. Sao mai đón chào mà hai anh em tôi chân chạy, trúng đậm lè đậm lét đánh chặn thắng chặn mà. Bà nữ theo bà nắm tình hình là chúng ai thắt hả? Không ai đón chào mình chứ trời hai anh em mình có thể ngủ về luôn nè. Ngủ về luôn hả? Ừ. Quá đậm rồi. 2 kg chứ gì, tháng này mùa này nghe nói 2 kg cái xác nghe nó nhẹ như bông hồng không. 2 kg gì nè, tặng cho nè gỡ đi. Tặng cho nè gỡ đi. Cái dây gà nó bị gướng cái dây đèn vậy. Cái này củ sủ xúc gà. Cái xác này mấy bạn mà ở trên thành thị á, ở trên Sài Gòn các bạn thấy cái cá xác nó ăn Trung Quốc à. Một phần là qua Đông Đá, một phần nó dạng cá lăng hơ bạn. Chứ cá xác này nếu mà lên tới Sài Gòn cũng có nhưng mà chắc như mình nghĩ chắc không được nhiều đâu. Cá lăng hơ là cái loại cũng loại cá xác này còn nhỏ nhưng mà họ xúc nước bè á. Nên cá ăn nó không ngon bằng mấy cá này. Để chị nương gỡ luôn kìa. Gần như chị bảy phụ gỡ. Khúc mà. Khoảng 2 mấy con. Để lên căng luôn. Ngồi căng ông nội. Để hết luôn đi. Ôi con gà ta căng vậy chứ bà. Cái rưỡi hả? Ừ. Cái rưỡi nè. 2 ký được. Tắm này 2 ký. Tắm rửa gì đi? Thay đồ đi. Tắm rửa đây, lạnh mà mưa hả giờ. Mèo ơi. Ôi bà hai giang hồ. Có kiệm đó không? Sống nay bé ngạnh vậy. Trời ơi, thấy được cái kiệm mừng hết già luôn á. Củ sủ mà có được cái kìa mừng hết già luôn. Trúng quá. Trúng quá, chị trúng rồi bà hai ơi. Lượm trái xài lên. Lượm trái xài. Cá này là mà nấu lẩu mắm ha. Mấy bùn súng nè, trên siêu mẫu có. Rau muống, đậu lục bình, nhúng vô phát.
chảy mồ hôi lưỡi nộp nộp. Nhức gan. Nhức gan à? Nhức gan luôn phải không? Đưa nghe bà hai nó. Đưa. Có cán mình. Đưa. Không có học trò có đã chết chạy. Người ta bắt cá 120 ngàn, giống như đâu phải như ai kia bắt cá có 20 ngàn đâu. Bắt gì cá sát không với trang chạy. Kỳ cục kẹo không. Quá trời cái đám cá. Hà dính cú lớn nhiều. Cái này của ai nữa rồi trời. Cá của ai nữa rồi bà nội. Nãy thì mẫu thầm có con một à. Nãy thì mẫu có con một thôi. Ờ. Luôn hay gì vậy? Có nhiều củ xì nó bắt hết rồi. Ủa xã này đâu chị Nương? Không biết ông thấy đâu ở trong nhà. Ồ. Tốt ghê ha. Tốt từ chú bông xã và thôn. Cậu ấy bấm cái gì hay gì cậu ấy? Căn cá xong. Ồ, căn bé hay quá. Cái kia bán canh mốt canh lấy tiền. Bán canh đi lấy ra lấy tiền nữa đó. Này canh đi lấy tiền nữa đó. Ở trước, con đang quay phim đó, ông biết ông cắt đâu đó. Được rồi. Nãy là có đồ nhậu nữa. Đó đồ nhậu nó bả xuống kiếm ông nè. Cho tôi đi nhậu được rồi. Nãy nãy cho nó vỗ điện. Hỏi cái có chạy lên không? Là không, còn chuẩn bị cân cá. Cái là thôi. Gửi màu về tôi. Lên được. Vậy đồ vậy tôi ăn cơm được nó gỡ. Canh hay quá trời. Mẹ luôn. Ông có canh hay quá trời vừa canh cá xong đem mồi về tới á. Mới vừa canh cá xong đang đứng nói chuyện. Ông Tèo ông là kìa 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 kìa. Tới chuyện rồi. Nói gì quay lại gặp bà bơ chuột ra. Bà tới thấy cái tới chuyện đi mà. Lo tôi đem đồ về cho ông nhậu. Mà đưa tiền đây. Đem đồ về cho ông nhậu còn con sao nữa. Bà Bảy ơi, bà xuống, bà Bảy ơi, coi clip xong xuống về bà bầm ông như tương nè. Có gì đâu mà sợ phải không? Trời ơi, bảy ông mẹ ngành cái xác nó tan mẻ luôn à. Đây nãy giờ vẽ tay xong chứ. Ừ, lạnh. Thọt vui kèm này vô này còn lâu hơn. Có nhiều kiệm đem bán hết rồi còn nhà cây nào đâu bé. Cái xác này mình gọn thì về gã nó cũng hơi khó bằng tại có ngạnh rồi nó lẹo vô mấy cái lưới á quá trời luôn dính một chùm vậy đó. Nhưng mà về có cái là nhiều người đã phụ lại gỡ thì nó mau. Cái mình gọn về đó mà thấy nó dính ngạnh nó cứ móc luôn lưới tùm lum hết trơn. Cũng xì thấy gọn rồi gọn mà. Có 20 con cũng gọn. Thế mà đừng nói thấy móc ọng ra. Tao chưa lên đó thì nó còn ngầu gỡ. Không màu tới rồi còn biết rồi còn gì nữa ở. 20 con rồi đâu. Ổng hả, ổng nói tôi mà biết sao không? Là con Tào Thị nhà nó ngồi đó ăn uống cà phê. Tao ghét tao cuốn về cho bà gỡ. Uống cà phê ông nói vậy trời. 20 con mà cũng buồn. Vậy mà nãy giờ tôi trong cái học trò tôi gỡ không? Chuyện này vui. Chuyện này vui à. Có con của cậu bây giờ. Có hả? Thời hơn để người tao gỡ cho. Đã nói rồi người, đã nói rồi là người ta giăng cá, người ta kiếm cá 120 ngàn ký không mà đâu ai kiếm cá 20 ngàn ký. Đòi giăng cá học trò. Ừ. Cái gì chịu nổi chứ mà bà ơi, chú lăn cá của mày là cái ban cổ nó lấy hết trơn rồi nè. Trời ơi, gì ở trên chảnh bà bao nhiêu à, đem về là ông đem xuống đây hết luôn vậy. Hả? Không rồi xong rồi, còn hai con nữa hết. Cậu dính cái khoái nhất rồi, cuối lưới á. Mới đem cho ăn rồi. Ngăn hả? Không có trường ngăn hả? Ăn nó đi học mà. Đi học đâu? Hồi nãy nó ăn rượu đi học. Học á, ừ, không về không đâu. 9-10 giờ đêm nó mới về, về nó đêm nó đâu có ăn cơm nguội. Còn hết. Hết. Giờ nó lưới hồi nãy khúc kia gỡ hết rồi chị ha. Trời ơi. Chỗ đó đó hai mấy con á. Con cục gì cũng ngủ nữa à. Ừ. Ừ. Đó. Ấy nó đó, nhậu thôi rồi. Rồi thử căng được nhiêu. Tên nó tên. Trời ơi đâu gì đâu mà tới 13 kg với bà hai. Như đây. Ồ gần 2 cái rưỡi kìa không? Nè. 2 cái rưỡi đúng luôn rồi, giống nhất. Nó hơi giống nhất thôi. 2 cái rưỡi đúng luôn. Cái cân này cân hồi lộn mắt ra. Ngon lành thì chớ trời ơi, 2 cái rưỡi. Ghê chưa? Ghê chưa? Quá đã luôn. Còn con nguyên cái gỗ cá sét này. Mà nghĩ đi đặt mặt quay. Con nào nó mới sợ. Mà tôi lù mờ mỡ.
có nhiều cái xác mấy cái tháng nay mùa lũ gom lên đây cổ chủ quất khoát quơ khoát hết luôn rồi. Mai thử, mai thử kêu sư mẫu đi giăng lưới, có cá đâu cụ bắt hết, cá đâu giăng. Nhìn gỗ cá mê quá. Còn nào nếu mọc lù uống đu. Đã rồi ha. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn bạn clip sau. Còn coi con nào nấy mặc lù nu nặng đã ghê. Cái xác này thì mấy bạn làm được nhiều món lắm, kho lạc nè, kho béo á, gắt tiêu lên nấu đổ mắm là ngon nhất. Chào bạn nha, hẹn bạn lúc sau nha, để bà hai giang hồ có xử đẹp đi hai ba này. Mình mang sẵn rồi, sáng đem ra chợ anh bán được 150.000 ký. Chào cả nhà ha, hôm nay ngon lành cạnh tranh.